Anh sợ sau này sẽ làm em khổ. Cho nên anh nghĩ cách tốt nhất chúng mình tạm thời chia tay nhau. Giá như em cao thêm 10 phân nữa, giá như em mạnh mẽ thêm một chút nữa, giá như đúng, giá như em đẹp hơn một chút nữa thì hay biết bao. Đừng. Ai mình nhỉ? Alo. Thế à? Đã đến chưa? Đang mua. Ôi, bây giờ xong rồi. Em xin lỗi. Lại mất toi mấy trăm rồi. Bắt người đẹp đền đi. Cô ơi, chưa đi được đâu. Nào nào mấy chị đi. Em không có tiền lẻ. Anh chữa không, hộ không, em không. Em đang vội. Anh cứ cản. Ấy, đừng. Tôi xem có phải đô la ngân hàng địa phủ không? Đô la thật đấy, nước ra có vẻ nghiêm. Hào phóng ghê nhỉ. Đây. Em mới mua xăng à? Vâng, em mới mua ạ. Em làm anh bất ngờ quá. Bất ngờ gì hả? Tại sao em lại đưa anh những 100 đô? Cái nhà anh đấy. Làm gì có chuyện ấy? Anh không thể nhận nhiều như thế. Em dừng xe cho anh gửi lại. Gửi cái gì hả? Anh xin lỗi. Vân đây à, em chào chị Hoa. Bụng dạ thế mà cũng đi tập thể dục thể thao hả chị? Ôi giời, cho nó dễ đẻ. Hôm nay bà bụng ăn bát ba hay bát hai nào? Dạ, bà cho con bát ba đi. Bà cho con thêm nhiều gạch cua vào bà nhá. Rồi. Chị ăn dở uống chiều cua mới chết. Bây giờ mới đến à? Vâng. Hôm nay anh Tùng nhà chị bảo thằng nhóc này có thiên hướng về nông thôn nông nghiệp. Chết chị. Thế à? Sao biết là con trai hả chị? Siêu âm. Có chắc không? Chắc chắn rồi, Tùng nhà chị vui lắm. Con xin bà. Này, mày đang yêu mệt lão Thi đấy hả? Dạ. Khôn hồn thì thoát thân cho nhanh em ạ. Chị mày đây này, dính vào lão ta 3 năm đấy. Nghĩ lại mà kinh. Thế chị cũng đã. Hơn 3 năm ấy chứ. Chị chả giấu gì, kể hết cho anh chồng chị. Ông ấy cười còn bảo mày mà em ngủ có 3 năm đấy. Bà cho con bát nữa. Công bằng bà nói, lão Thì cũng vào loại đẹp trai, ăn nói nhiều lúc cũng có duyên ra phết ấy. Biết đâu cô trả hợp lại cải tạo được lão ấy. Thôi u cho con gửi tiền ạ. Của để con chị. Dạ không, để em trả. Bận thì cứ đi để chị trả cho. Cho chị gửi lời chào lão Thi nhá. Em không dám.
U cho con gửi tiền. Đã bảo cứ đi đi, để chị trả cho mà. Thôi đi đi. Vâng. Em chào chị, con đi U ạ. Đi đi. Tôi không thấy ai bạo miệng như cô. Cô nói thế không sợ cô Vân hoang mang. Chia vợ rẽ chồng là có tội với cô. Ôi dào, bà. Yêu vào cứ nhiên phải cháu lú ấy. Con có nói thế chứ nói nữa nó vẫn cứ yêu. Nó bây giờ cũng như con ngày xưa. Anh để em rót. Cảm ơn. Sao? Ông định bỏ cái Vân thật à? Nó yêu ông thế cơ mà. Tôi đã nói với ông rồi, không hợp. Dịu dàng thì có, nhưng thiếu một chút mạnh mẽ, một chút duyên dáng. Nói chung, cao thêm một chút nữa thì... Ông vẫn khư khư giữ từng ấy tiêu chuẩn, đến bao giờ lấy được vợ? Thế thì mới phải tìm. Với lại, tôi cũng giảm xuống còn một số tiêu chuẩn. Em ơi, rót cho anh đi. Dạ. Da phải trắng, chân phải dài, phải thông minh, phải... Thôi ông à, da ông trắng lắm đấy. Đen như cái đít chảo mà còn lắm chuyện. Tôi đen mới cần vợ trắng để bù đắp chứ. Tiger ngon như thế này thì anh uống cả đời. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Nghe chưa? Sắp cưới vợ mà không sợ. Vợ là vợ chứ. Phụ nữ là những bông hoa đẹp. Chỉ được phép yêu, không được sợ. Thôi đừng phét nữa. Lấy vợ rồi chả buồn thiêu ấy à. Cuộc đời còn dài, tình yêu còn phía trước, có gì mà phải buồn. Ông xác định được như thế là đúng. Cái sự lấy vợ, hoặc là lấy được vợ hiền, hoặc là chuốc đến nợ đời, cả hai đều nên chấp nhận sớm. Nào. Vợ hiền thì cũng sướng một đời, để còn lấy phải nợ đời, vay trước chặt chết luôn. Thằng này, nó làm sao ấy nhỉ? Kệ. Mời anh ạ. Mời anh. Chào anh. Chào bác. Anh ngồi đi. Anh dùng gì ạ? Có cái gì ngồi lâu lâu một chút không bác? Thế thì bia nhá. Vâng. Vâng. Bác ơi, cái cô ở bên kia là ai thế ạ? À, cô ấy là Hồng Linh. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, ông bố ấy đang làm việc ở nước ngoài. Dạ thế ạ. Ừ, cô này cũng làm việc cho Tây đấy. Alo, ai đấy ạ? Bạn cũ đây. Bạn cũ hả? Anh đang ở đâu đấy? Ở xa lắm. Ở xa hả? À, gần thôi. Gần sao không đến chơi? Dạo này em thế nào, có khỏe không? Em khỏe. Alo, anh đây mà. Nhưng anh là ai? Em không nhận ra anh thật à? Không thật mà. Em thử đoán xem, đoán đi. Chịu thôi. Sáng mai đi ăn sáng với anh nhá. Em không có thói quen ăn sáng ngoài phố. Biết rồi, lâu ngày không gặp nhau, em phá lệ đi. Không quen thật mà. Hay là mai mời anh đến nhà chơi. Thôi,
Mai anh đợi em ở quán Lakeside. Không. Dù thế nào thì em cũng phải ra đấy. Không được kiểu tối hậu thư ấy đâu. Mặc kệ, sáng mai anh đợi em ở quán Lakeside. Chào em. Không nhận ra bạn cũ à? Để anh dắt xe cho. Em chỉ có 20 phút thôi. Như vậy là quá đủ rồi. Em ngồi đi. Em ăn gì? Em ăn rồi. Uống thôi, cam nóng. Rất hợp ý anh. Hai cam nóng. Vâng, có ngay ạ. Gửi em. Mời anh chị. Cảm ơn. Sao lại thế này? Anh thay chỉ hết có 40.000 thôi. Mời em. Thay gì ạ? Thay đèn xi nhan mà em làm vỡ ấy. Anh nhầm rồi. Em chưa gặp anh bao giờ. Ấy, anh không phải là bạn cũ. Chỉ vì em làm vỡ cái đèn xi nhan của anh, rồi đền anh 100 đô. Anh đi tìm em mãi mà không gặp. Bây giờ em nhận lại cho anh thanh thản. Kể ra tình huống cũng khá đặc biệt nhỉ. Nhưng không phải em. Thế có bao giờ em mua xăng ở đường Trần Quang Khải không? Không á. Tội nghiệp anh. Kể ra cũng thú vị anh nhỉ. Tiếc rằng em lại không có may mắn là người anh đang tìm. Có một người bạn chu đáo chân thành như anh thì còn gì bằng. Vậy thì em có thể nhận anh là bạn được không? Em chỉ sợ anh ngại thôi. Sương mùa này độc lắm, khéo ốm. Tôi quen rồi, cũng như mình tập thể dục ấy mà. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba. Vẫn mười ba bó. Mình đã tham khảo ý kiến. Tôi đoán cũng như mọi năm thôi. Nếu nó phát sinh thì sao? Phải hỏi ý kiến nó đã, khéo phải chia lại. Con xuống đây ạ. À. Hoa đã mua rồi. Năm nay vẫn như năm ngoái hay là... Không. Con có một số thay đổi đấy ạ. À. Thôi chết. Mẹ làm ơn dồn thành hai bó cho con thôi ạ. Kìa, con đang rất vội. Bố mẹ bó cho con ngay đi.
qua đi con. Con xin đây nữa đây. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, con xin phép bố kính tặng mẹ, chúc mẹ sức khỏe, vui, hạnh phúc và yêu hai bố con thật nhiều. Mẹ cảm ơn hai bố con. Còn bó này, con sẽ mang đến một nơi, chứ không phải 13 nơi như mọi năm. Con đi ạ. Chúc con trai may mắn. Cảm ơn mình. Thế là cụ cậu đã thực hiện đúng lời hứa rồi nhá. Mình nói gì cơ? Mình không nhớ là đêm giao thừa cụ cậu nói là năm nay sẽ lấy vợ. Vâng. Chắc là nó đến chỗ cái Vân đấy. Hẳn thế. Điện thoại kìa. Alo, ai đấy? Chào cháu. Cảm ơn cháu. Bác cũng chúc cháu mọi điều tốt đẹp nhất nhân ngày lễ của phụ nữ. Cháu hỏi Thi hả? Có lẽ nó đang đến chỗ cháu đấy. Cụ cậu có vẻ vội và vui lắm. Cháu chào bác ạ. Lọ này bao nhiêu tiền? Dạ, 1.200.000. Còn lọ này? 870.000. Thế còn cái kia? Của Sài Gòn sản xuất, giá 25.000. Chị tính tiền. Dạ vâng. Thế nào? Dạ. Thành công rồi chứ? Chào bác. Cảm ơn bác. Ừ, vào đây. Cô vừa về đấy. À, thế ạ. Nâng cốc, chúc sức khỏe, hạnh phúc, vị sứ giả mang an khang thịnh vượng đến cho gia đình ta. Nào, em. Dạ, dạ. Cháu cảm ơn hai bác ạ. Cháu. Mạnh dạn lên em. Cháu chúc hai bác năm mới dồi dào sức khỏe. Cảm ơn ạ. Mạnh quá. Gặp mọi sự tốt lành ạ. Và Anh Thi. Sao mình lại có thể vô duyên đến như thế nhỉ? Thì nó đến từ trưa đấy. Chào em. Để anh dắt xe cho. Anh đang đóng cái giá để giày. Đẹp quá. Việc gì phải khổ thế? Em cứ tưởng anh đùa. Em đặt rồi mà, có mấy trăm nghìn thôi. Còn để xem cái của em đặt đẹp hơn hay cái của anh đóng đẹp hơn. Nghỉ tay vào uống nước đã cháu. Cô pha nước chanh rồi đấy. Cảm ơn cô, cháu tranh thủ làm kẻo tối ạ. Vào đây. Lắm còn ạ. Vào nhà rồi biết. Một tay nó làm cả đấy. Này, còn trong bếp nữa. Vào đi. Cứ gọi là tình tường. Lào sản bếp tới 4 lần, bóng như gương ấy. Thế này thì đừng nhắn thím Trúc ở quê đưa cái vẹn ra nữa. Nhà mình đã có ô xin rồi. Ăn với chả nói. Thế còn quen nó ở đâu? Nhà cửa thế nào? Bố mẹ anh em ra sao? Mẹ có vẻ ưng anh Thi rồi phải không?
Cô xem lại cô ấy, 32 tuổi đầu rồi, còn trẻ lắm đấy. Vậy thì con giao cho mẹ thẩm tra tư cách anh ấy. Nếu mẹ ok 50%, con ok luôn. Giờ con phải đi tắm đây. Đừng buồn thế, cứ lẩn thẩn với bói toán rồi sụp đổ tinh thần, chỉ thiệt mày thôi. Phàm loại đàn ông háo sắc đều bạc như nhau. Đã lúc nào mày nhìn kỹ vào mắt Lạ Thi chưa? Đàn ông mà mắt ướt rượt như xương, lại cười có đuôi. Sở Khanh gọi bằng cụ. Nhưng mà bố mẹ anh ấy tốt lắm. Sẽ rất tốt khi con trai họ yêu mày. Còn bây giờ thử đến đó mà xem. Lại chả lót lá cầm tay, cho ra ngoài phố ấy chứ. Mày rất xinh Vân ạ. Thôi đừng tiếc cái lão già cốc đế đại vương ấy nữa. Này này, cái Thanh làm phòng hành chính phát hiện Lão Thi lẩm bẩm một mình đấy. Đó là triệu chứng người ta lẩm cẩm. Lão Thi đấy, để tao gọi. Này, Thoa Đường. Anh Thi, lại đây em nhờ một tí. Có việc gì thế? Anh cứ lại đây đã. Nhưng mà có chuyện gì? Lại đây đã nào. Đi anh. Ốm hả? Em chào anh Thi ạ. Chào em. Tại sao anh lại để cái Vân rơi vào tình cảnh này? Em hỏi thế là vi phạm tự do cá nhân rồi đấy. Xin lỗi cái tự do của anh đi. Thề thốt rời non lấp biển rồi bỗng chốc lạnh như kem. Anh có quyền được tự do như thế à? Mình không hợp nhau Vân nhỉ? Hợp nhau? Có mới nơi cũ đúng không? Anh bận, anh xin phép. Này, này! Thế bao giờ thi đại học? Năm nay em thi tốt nghiệp rồi, anh Thi vô tình thật. Thế à? Bọn em bây giờ lớn nhanh quá. Năm em 18 tuổi, anh tặng em 18 quyển vở, em đã viết hết rồi đấy. Thế thì hôm nào anh lại mua cho em 18 quyển vở nữa, nhá. Nhưng bây giờ em không thích nữa. Không phải đi làm à? Trốn, có việc xin ý kiến quân sư đây. Vào nhà đi. Chào Uyên. Vy ơi, đem cho anh phích nước. Vâng ạ. Con Vy nhà ông dạo này xinh quá nhỉ. Này, lúc nãy nó nói tốt nghiệp là tốt nghiệp phổ thông hay là tốt nghiệp đại học nhỉ? Đại học kinh tế. À. Này, ông lén phén ở đâu thì tùy. Chỉ cấm ông là hỏng con Vy nhà tôi đấy nhá. Ui giời. Ông yên tâm, quan điểm của tôi là con thầy em bạn, gái cơ quan là phải tránh cho xa ông ạ. Thế cô Thu Vân không phải là gái ở cơ quan ông à? Bởi thế cho nên mới không ổn. Mà cái chính là mình không còn rung động. Thế hồi đầu năm đi Côn Sơn, đứa nào hôn đứa nào sau chùa? Một thủa dại khờ. Ông thì cứ dại khờ mãi thôi. Ở đời dễ nhất là lấy vợ. Mà ông không lấy được thì ông làm tích sự gì? À, ông nói thế mà không sợ phụ nữ người ta lên án à? Hả? Cảm ơn. Để đây anh làm. Dạ. Em ra vườn thu mấy quả na sắp chín vào. Dạ. Kẻo rơi nó ăn mất. Ông ơi, ở nhà có chai rượu là loại sang nhất không? Có. Tôi đợi tin vui của ông. Tôi đã tìm được nàng. Chúc mừng. Ừ. Có được như ý không? Vượt trội. Ngoài hai điều tiên quyết, chân dài, da trắng, cô ấy lại con nhà gia giáo, ông bố làm thương vụ, bản thân cô ấy lại kiếm ra tiền. Nhưng cái chính là đang mót lấy chồng. Bao tuổi? Bye.
hơi già. Không, trông trẻ lắm. Đoán khắt khe cũng chỉ khoảng 26, 27 là cùng. Mừng ông. Nếu đủ điều kiện như thế thì năm nay ông cưới bén cho xong. Tôi cũng định thế. Hôm nay bỏ việc đến đây nhờ ông quân sư cho phải tỏ tình như thế nào. Thế chưa tỏ tình à? Chưa. Với một đối tượng nghiêm túc như thế này, tôi muốn tiến hành một cách bài bản, chắc chắn. Tình yêu là bão tố, là sóng thần, à, không quy luật. À, nếu thấy đầu mày cuối mắt mà xuôi rồi thì sơi ngay. Ấy, đấy là lời tỏ tình nhớ đời nhất. Không, nàng là tiếp người khác, nàng phải được nâng niu, nàng là chất liệu khác, nàng là văn hóa khác, nàng là... Hiểu nàng của ông là ai rồi. Thế này xem có được không nhá. Ông chọn một cái nhẫn từ 2 chỉ trở lên. Đừng có tiết kiệm mà mua hàng mỹ ký. Chọn thời cơ cầm bàn tay của nàng khen là búp sen của trời. Rồi nhẹ nhàng lùa chiếc nhẫn vào trong đó. Cùng với những lời say đắm. Em vô cùng yêu quý của anh. Hay, hay. Được chưa? Được, quá được. Thôi đừng cười nữa, mặt nhầu lắm. Vào đây. Khảm. Nào, giơ cao lên, tập trung vào. Cấn. Ông mệnh kim, em kia 32 tuổi Dậu mệnh hỏa. Có nghĩa là em kia sẽ át vía ông đấy. Nên khi tỏ tình ông phải ngồi chỗ nhiều cây cho đỡ bốc hỏa. Tốt nhất là tỏ tình từ 10 giờ tối trở đi, trời mát. Hay là ông dẫn nàng đi công viên, chui vào bụi rồi muốn nói gì thì nói. Không được, tôi đã rủ mấy lần mà nàng không chịu đi. Nàng không phải là đối tượng bình thường. Thế thì khó nhỉ. Nhà ông có nhiều cây cảnh, đúng không? Đầy. Thế thì xong rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Đây, khỏe không? Chào bác ạ. Nhanh lên, nhanh lên. Tiến lên phía trước. Cẩn thận không vỡ đấy. Cứ bê hết lên sân thượng rồi để tôi xếp. Xe sau tiến lên đi. Vâng, vâng. Chỉ có lần ấy thôi. Em hỏi anh im lặng, thế mà em hờn giận, để chúng mình xa nhau, biết đi đâu về đâu, con thuyền không bến đờ. Thơ gì mà buồn thế hả anh? Thơ tình đấy. Em cứ cái gì buồn là em không chịu được. Thơ là tiếng nói của cõi lòng, có buồn, có trắc ẩn thì mới thành thơ chứ. Cho nên anh... Hoa Quỳnh nở. Em cứ nhắm mắt lại, sẽ thấy Hoa Quỳnh đẹp hơn. Thật không? Cứ thử xem. Và đưa hai bàn tay lên như niệm Phật đi. Búp sen của trời. Anh yêu em. Em, anh yêu em. Anh đi tìm em suốt cả cuộc đời, nay mới gặp, anh yêu em. Anh cứ xem em như là bạn gái được không? Anh yêu em. Bạn gái là thế nào? Thì là bạn cùng lớp, là đồng nghiệp cùng cơ quan. Thế thì còn gì phải bàn nữa. Tại sao em có thể cười được nhỉ? Anh Thi này, người ta bảo yêu là phải rung động, phải đam mê. Nhưng em chẳng có cảm giác ấy. Nhưng anh đã rung động, đã đam mê em. Anh có thể chết dưới chân em, anh yêu em. Anh Thi mà còn như thế nữa, em bỏ xuống cái nhà bây giờ đấy.
Vì sao em lại từ chối tình yêu của anh? Em không yêu thì nói là không yêu. Rõ rồi. Anh ơi, hoa quỳnh nở kìa. Không có tâm trạng. Không phải. Không thể nào như thế được. Em ơi, em ơi. Thì ơi, con làm sao đấy? Mẹ để cho con yên. Không. Không, không. Không, không. Không, không. Kìa kìa, mình gọi nó lại đi. Kệ nó. Gọi nó cáu, rồi nó lại gắt ầm lên. Ôi giời ơi. Hình như con đang có chuyện gì. Con đã thất bại. Hồng Linh. Việc vợ chồng là duyên số. Thất bại này biết đâu lại là cơ may cho con. Bố không khuyến khích con cố gắng trong trường hợp này. Nếu cứ cố gắng để đạt được nguyện vọng trước mắt, thì trong tương lai, con sẽ phải trả giá đắt không cần thiết. Bố! Con! Bận tâm lên con, đời còn dài dòng. Cần phải cất tinh thần lên. Không ngờ ông lại yếu đuối đến thế. Phải làm gì bây giờ hả ông Quốc? Một đứa con gái đi làm cho Tây đã ngoài 30 tuổi, không khiến ông phải đau khổ đến thế đâu. Hãy bình tâm lại, sống và làm việc như trước khi gặp cô gái da trắng chân dài kia. Tiếp tục khẳng định cho mình một sự nghiệp chắc chắn, thì sẽ có con gái loại một đến với ông ngay. Nào. Ông nói hệt ông già tôi. Lý sự cứ như sách luân lý. Nhưng là quyển sách ông chưa đọc. Hãy đọc và cất tinh thần lên. Nào, tôi mời ông. Nói thật với ông, tôi chán phụ nữ lắm rồi. Đang chán thì đừng có vội. Phàm những thằng lấy vợ lúc thất tình đều chẳng ra gì. Tôi đã chót hứa năm nay cưới vợ.
Các cụ sốt ruột như thế nào thì ông biết rồi. Thôi được, nếu muốn lấy vợ lắm rồi thì tôi sẽ giới thiệu cho ông quê em họ con ông chú tôi. Tên là Lan Anh, 26 tuổi, đã từng là hoa khôi trường sư phạm. Hả? Hình thể, màu da như thế nào? Cao khoảng 1m58, trắng, dễ thương. Được chưa? Cao 1m58 à? Ừ. Hơi thấp. Ui giời. It's very good project. Okay, but I think we should discuss some more. I think it's quite achievable. Let's talk about it tomorrow. Okay, okay, see you. See you. Chào em. Anh đã đợi em một tiếng đồng hồ rồi đấy. Hello. Hi. Có việc gì đấy anh Thi? Em có thể cho anh 5 phút được không? Em cho hẳn anh 10 phút, nhưng không phải đứng nói chuyện ở đây. Thế thì ta sang bên kia nhé. Đi đứng thế hả? Bố láo. Anh Thi cần gì nói đi. Anh hiểu vì sao em lại từ chối anh. Anh tận tụy quá, anh ngốc quá. Nhưng Hồng Linh ạ, anh yêu em hết lòng nên anh làm tất cả mọi thứ, kể cả những việc làm em bực mình. Thôi, anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Chúng mình cứ là bạn bè với nhau không được không? Em sắt đá quá. Lúc nào rỗi mày đến chơi. Đã hết 10 phút rồi, em còn chưa kịp ăn. Để anh đưa em đi. Thôi chào anh. À, hôm trước anh mang đến cái bóng đèn còn chưa kịp lắp. Lúc nào tiện anh qua lấy về mà dùng, cả nó phí đi. Em đi nhá. Con người không biết một chút xúc động thì là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Không là gì cả. Coi như một thứ đổ bỏ. Không biết xúc động. Bỏ luôn. Ăn quýt đi cháu. Dạ. Cháu xin. Thưa cô, cháu muốn biết. Cháu muốn cô coi cháu như một người con trai bất hạnh. Thế này thì ạ, là người làm cha làm mẹ, cô không mong gì hơn có một người như cháu làm con rể trong nhà. Chỉ tiếc là cái Hồng Linh nhà cô nó dở hơi dở hám. Cô cũng rất buồn. Cháu rất muốn cô cho cháu một lời khuyên. Mà cô cũng không muốn giấu cháu điều này. Nhân đây cô muốn kiểm chứng xem cái Hồng Linh có nói sai sự thật không. Dạ. Xuống. Em xuống đi. Sao thế hả anh? Thì em cứ xuống đi. Xe chết máy à? Xe anh đang chạy rốt đa. Anh quên mất, nếu cả hai đứa ngồi lên dốc như thế này thì hại máy lắm. Em xuống đi. Ấy, người như em không đáng để phải làm việc nặng nhọc như thế này. Để anh. Thưa cô, hoàn toàn đúng ạ. Cháu nghĩ cẩn thận sạch sẽ là thước đo văn hóa của con người ta. Chẳng nhẽ như thế là sai ạ? Không phải thế, cô luôn ủng hộ cháu. Mà thôi, cháu chấp nó làm gì. Dù sao, cô vẫn coi cháu là một chàng trai tốt bụng. Nhà cô ít phúc. Thế Hồng Linh còn kể tội gì về cháu nữa không ạ? Đấy không phải là kể tội, mà là sự nhận xét ác khẩu của nó. Cũng toàn chuyện vặt đấy mà. Mình là đàn ông, nghe thêm cũng chẳng ích gì. Không ngờ lại như thế. Cô ơi, cô cho cháu lên thăm mấy chậu cây cảnh. Ừ, cháu lên đi. Có một bông quỳnh nữa cũng sắp nở đấy. Hôm nay lại đi ăn cơm với cô. Cô ra chợ một lát nhé. Dạ, cháu cảm ơn. Nâng cao cái bình lên, gãy hết hoa bây giờ. Cổ quá, đã bảo là cao cái bình lên. Như thế này này.
Cẩn thận cái chậu ấy khéo vỡ đấy nhá. Nhanh tay lên, khẩn trương lên nào. Chào em, anh mang mấy chậu cây cảnh này về cho ông già chăm sóc. Lúc nào em cần thì... Nhưng chậu quỳnh này là của nhà em. Hả? Bố em mua tặng mẹ em trước khi đi làm thương vụ. Thế à, bậy quá. Mấy cái ông kia, dạ, ra bê cái chậu này ngược lên. Phát sinh thì tiền thế nào? Ôi giời, cứ bê đi rồi tính phát sinh sau. Đã chết đâu mà lo, bê đi. Lại bê lên. Chính anh phải mang lên, đặt vào chỗ cũ. Để cho họ bê cũng được chứ sao. Anh ở đây còn trông cây cảnh. Ở đây không có ăn cắp, anh theo họ vào ngay đi. Vẹt ra. Bà đâu? Bà ra chợ rồi cô ạ. Sao lại để họ bê hết cây đi thế? Chú ấy bảo là ở đây cũng không dùng, nên chú ấy mang về để tiện chăm sóc. Lát nữa bà về, đừng mách chuyện này nhá. Vâng. Anh cho bọn em thêm 3.000, công của em chuyển đi chuyển lại vất vả, tí rơi vào chân. 2.000. Mình ơi Mình! Hả? Kìa! Có chuyện gì thế Mình? Nhanh lên! Mình ơi! Không khéo kiểu này nó đi tu mất. Nó đang đau khổ thế thì tu với hành gì? Nhưng từ trước đến nay có bao giờ nó thắp hương đâu. Còn người ta khi đau đớn quá thì tìm đến cõi tâm linh. Không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Đứa ngoan đứa lành thì không yêu, lại cứ đòi loại mắt xanh màu đỏ. Còn nó đang buồn, bà đừng nói quá lời để nó phải suy nghĩ. Thưa bố mẹ, con xin ít phút được không ạ? Được. Có gì con cứ nói. Cứ nói. Mời bố mẹ xuống dưới nhà, con muốn thưa chuyện. Bố đứng đây, con mời mẹ. Kìa con! Bố mẹ cứ mặc con. Con xin bố mẹ hãy nhận ở con công dưỡng dục sinh thành chín lạy. Mời bố mẹ ngồi, con xin thưa chuyện. Thưa bố mẹ, nhẽ ra năm nay con lấy vợ, nhưng con với Hồng Linh không thành. Bố đã dạy con hãy vững tâm. Con thấy đó là lối thoát duy nhất cho con lúc này. Con định sẽ dành hết sức lực, thời gian cho sự nghiệp. Vì thế con xin bố mẹ đừng nhắc tới chuyện lấy vợ của con nữa. Ôi trời ơi, con có mấy lời như vậy, không biết bố mẹ có thông cảm cho con không? Con nghĩ như vậy là rất có nghị lực. Việc vợ chồng là cái duyên số, còn sự nghiệp là ý chí của cả một đời người. Bố mẹ vững tin ở con trai. Mình thấy tôi khuyên con như vậy có phải không? Gì thì gì, con cũng phải ăn ngủ cho điều độ. Mình mà không thương lấy mình thì thiệt thân đấy con ạ. Vâng, con xin nghe lời bố mẹ. Bây giờ thì con hoàn toàn thanh thản rồi. Đoạt giải nhất trong cuộc vận động thiết kế nhà ở do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức
giải nhất, trị giá 50 triệu đồng kèm theo bằng khen của hội. Con gọi điện chia vui với nó đi. Có ít tiền con quên anh ấy rồi. Nhà. Hả? Mà con nghi là người ta cho nhầm. Mấy lâu nay, lại với chỉ được cái ác không? Nỗ lực của mình. Mẹ không biết thì thôi chứ. Con mà nói ra hết mọi chuyện. Mẹ không đánh giá cao chàng rể hụt như vậy đâu. Thế có chuyện gì? Nó đã xâm hại gì con? Không ạ. Mày thì giỏi lý sự lắm. Mẹ nghe nó tâm sự yêu thương con mà mẹ cứ đứt cả ruột ra. Thôi nghe lời mẹ, gọi điện chúc mừng nó một câu. Mẹ phải để cho con suy nghĩ đã. Ui dào, ngang lắm. Con này, chào bố mẹ. Con nó về rồi mình ơi. Thì... chúc mừng con. Chúc mừng dạ, con. Cảm ơn bố ạ. Mẹ ơi, mẹ là người xứng đáng nhất ở trong nhà để quản lý số tiền này. Này, thế thì tôi không có gì à? Con... nói đùa vậy thôi. Mẹ con bao giờ cũng là người xứng đáng nhất nhà. Này, bố vừa thu đoạn băng con nhận giải thưởng. Lên gác mà xem. Thế ạ, à, con cũng muốn xem thế. Trông phong độ lắm nhá. Sáng tạo, chúc buổi lạc thế. Mai mình làm mâm cơm để thắp hương cho con nó tạo vong linh các cụ nhé. Vâng ạ, nhất định là phải thế rồi. Mình này, nhân dịp này ta bảo cái Thu Vân cùng đến. Thằng Thi đang vui thế, ta động viên nó làm đám cưới luôn. Chưa chắc cái Thu Vân đã chịu. Tính con bé nó đầm, với lại nó yếu thế với thằng Thi nhà mình. Chắc có lời là nó nghe ngay thôi. Tôi cũng mong là như thế. Bích Ngọc, Hồng Linh, Thu Vân. Anh Thi chọn em nhá. Đến nước này là duyên số rồi. Anh chấp nhận em. Chấp nhận em. Anh Thi. Cảm ơn. Quà đẹp quá. À, lại có quà. Anh Thư đây. Lại còn thờ vơ nữa. Lãng mạn quá. Đã biết lãng mạn rồi đấy. Anh cho em cao thêm một chút nữa nhá. Yên tâm, rồi anh sẽ đến. Em Thu Vân vẫn chưa về à? Thì ra anh gọi điện lúc nãy à? Em không nhận ra tiếng anh à? Thu Vân thế nào rồi? Anh tưởng anh bỏ nó ế chắc. Không phải là bỏ, mà là chưa yêu. Dính vào con người ta 2 năm. Anh muốn nói là... rồi bỗng nhiên bỏ phát theo người khác như thế, không là bỏ à? Bạc quá. Em ơi, anh muốn nói là em là bạn của Thu Vân. Anh cũng không giấu. Anh muốn tìm Thu Vân để nối lại. Đừng hòng. Cái Vân có người yêu rồi. Trẻ đẹp hơn anh nhiều. Em cứ đùa anh. Em không đùa đâu. Chào anh. Thoa, anh nói hết sức nghiêm túc. Thì em cũng rất nghiêm túc. Thôi anh đừng làm khổ cái Vân nữa, anh về đi. Anh không về đấy. Bác bảo vệ ơi, có người lạ vào cơ quan này. Anh kia, anh vào đây gặp ai? Giấy tờ của anh đâu? Mời anh ra ngoài cho. Tôi có giấy tờ mà. Mời anh ra.
Làm cái gì mà lôi ghê thế? Mời anh. Đi chỗ khác đi cháu. Thế chú mua kẹo cao su nhá. Đã bảo không mua, đi đi. Ơ kìa. Em chào anh Thi. Thỏ non, em đi đâu đấy? Em... Tại sao em lại ra đây một mình? Chỗ này không phải chỗ của em đâu. Thôi về đi. Em đến đây tìm anh. Có chuyện gì? Em viết thư hẹn anh. Cái gì? Em... Ta tìm chỗ nào yên tĩnh. Đấy, chú đã bảo chú rồi mà. Để đến nhượng chỗ đẹp nhất chưa? Ở đâu? Chú đi theo cháu. Đi chú. Đi à? Dậy, dậy, có khách. Dậy. Cháu mời cô chú ạ. Chú cho cháu xin tiền. Chú ơi, tiền chỗ 5.000, đây mới có 2. Chú mua cái cao su cho cô nhé. Ông đi chỗ khác đi. Bố đi chỗ khác đi cho con nhờ. Chú mới mua có một chỗ thôi mà. Sao? Có đi không? Chạy chạy mày chạy. Cái gì? Đi đi. Chờ tao. Anh Thi có biết cái gì ở trong này không? Một bộ tiểu thuyết. Không đúng. Anh đoán tiếp đi. Thế thì anh chịu. Em gợi ý cho anh nhé. Em nói đi. Anh thử đi ngược lại thời gian về những năm trước đi. Những năm về trước. Tức là năm 96, 97, 99, rồi 2001. Thôi anh chịu. Anh còn nhớ những năm đó, anh gọi em là gì không? Thỏ non. Thì bây giờ anh vẫn gọi em là thỏ non. Năm đó, sinh nhật em 18 tuổi. Anh tặng em 18 quyển vở và 18 cây bút. Tất cả tình cảm của em với anh, trong 4 năm qua, em đã ghi hết vào 18 quyển vở này. Nhờ món quà của anh, em đã học hành tấn tới. Nhân dịp anh thành công, em tặng anh tất cả. Anh là bạn anh Quốc. Anh lớn tuổi rồi. Em còn biết bao nhiêu bạn trai cùng trang lứa. Không, em không thích chơi với lũ con trai cùng tuổi. Chúng nó ngốc lắm, chẳng đứa nào có ý chí gì cả. Anh có biết không, mỗi lần nghe anh nói chuyện với anh Quốc, em thấy anh thật tuyệt vời. Anh không được như thế. Anh đã yêu, đã thất bại. Chứ không như em nghĩ đâu. Em biết có người yêu anh say đắm, nhưng anh không yêu. Có người từ chối anh. Chị Hồng Linh, đúng không? Chị ấy thuộc tiếp người khác, không hợp với anh một tí nào. Nhưng có gì đảm bảo là chúng mình hợp nhau? Em còn quá trẻ. Anh là người của thế hệ khác. 4 năm qua, em đã hồi hộp với những công việc của anh. Hôm anh đến khoe với anh Quốc, anh có chị Hồng Linh, em đã khóc suốt đêm. Anh hãy đọc 18 quyển nhật ký này đi. Em cũng định nghĩ đến một người con trai khác, nhưng em chỉ yêu anh thôi. Không, không nên, không được như thế. Ui giời. Liệu cái trò trẻ con này có thoát đến rồi thoát đi không? Cô ấy đã tốt nghiệp đại học thì không còn là trẻ con nữa. Bố muốn biết ra thế nhà cô ấy thế nào. Riêng điều này, bố cho con thưa chuyện sau được không ạ? Tùy con. Nếu con chưa thấy tiện thì thôi. Con bị bất ngờ bố ạ. Con cứ nghĩ ở tuổi mình. Vấn đề là hợp nhau. Nói như các cụ là phải lòng nhau. Con thử nghĩ xem tình cảm của mình như thế nào. Chứ chối từ thì cũng nhận tâm. Ừ.
mớ. Đi đâu đấy? Tennis về. Tennis? Sao lại ở đây? Đánh xong rồi đạp xe cho nó thay đổi không khí một tí. Có làm sao không? Chết cha tôi rồi. Cái gì đấy? Ông đầu rau. Sao lại ông đầu rau? Vợ tớ đang ăn dở ông đầu rau. Mà phải là ông đầu rau tẩm nước mắm, nước canh, nước cơm. Thế cô mới chịu ăn. Bây giờ ở nông thôn toàn đun bếp than tổ ong, đun kiềng cả. Thứ này đâm ra hiếm không ạ? Này ông ơi, ông Quốc đang chờ tôi ở hồ câu. Hay là ông đi cùng với tôi? Tôi đang cần sự tham mưu của các ông đây. Bây giờ muộn lắm rồi. Với lại tôi cũng vội lắm nhé. Này, đừng nói gì với thằng Quốc đấy. Có ai đổi kiềng lấy đầu rau không? Có ai đổi kiềng lấy... Bác ơi, bác ơi. Vâng. Bác quay lại đây. Bác quay cho này. Tôi lấy cái này. Đợi lâu chưa? Tôi gặp thằng mớ. Nó đi xe đạp không ạ? Kệ, lấy vợ xong là mất mặt. Nhưng trông nó hoàn cảnh lắm. Đã bảo kệ nó mà. Chuyện của ông thế nào? Không phải Thu Vân. Thế Hồng Linh à? Chắc người tình cũ muốn hiến dâng trước khi lên xe hoa. Không, một cô gái trẻ ngưỡng mộ mình. Thế thì còn gì bằng, chén ngay đi. Không, cô ấy còn quá trẻ, lại có nhà tử tế, có học. Mình không nỡ. Tôi cũng thấy lạ cho ông. Cái ông nỡ thì ông đích nỡ được. Như chuyện này của Hồng Linh, cái nằm trong tầm tay thì ông lại bảo không nỡ. Hay là ông đi tu xử đi. Ở địa vị ông xử vụ này như thế nào? Yêu ngay, cưới ngay và tự hào lấy được vợ trẻ, vợ hiền, vợ yêu. Không đơn giản như thế đâu. Mình hơn cô ấy 18 tuổi. Hai thế hệ, hai nếp nghĩ. Rồi không biết xưng hô với anh chị của cô ấy như thế nào. Và lại không biết cô ấy có yêu mình thật không, hay chỉ là... Ông lo xa quá. Phải nhìn vào thực tế. Nếu ông hẹn tôi ra đây để cần lấy một lời khuyên, thì tôi nói rằng cơm đã đến miệng rồi thì phải ăn ngay, đừng là thằng ngốc thêm nữa. Cô ấy 22 tuổi đang đi học à? Đã tốt nghiệp. Này có phải cái vi về tôi không đấy? Không. Không phải. Ông nói thế mà nghe được à? Ông lén phén với đứa nào cũng được nhá. Trừ em gái tôi. Cái vi nó còn non nớt lắm. Ông không nên. Đã bảo là không phải. Thế bây giờ ông lấn cấn cái gì? Tôi đã nói với ông rồi, cô ấy còn quá trẻ. Thì thằng mớ đấy, vợ nó cũng 22 tuổi. Hay lúc nào ông đến đấy để quan sát, rút kinh nghiệm. Có khi phải thế thật. Điểm may đấy nhá. Này, nó báo trước là ông thành công. Ê đừng, cố mà uống đi còn lấy may. Uống đi. Sao anh không nói gì với em anh Thi? Không phải là anh không trân trọng tình cảm của em,
Nhưng cái chính là em phải tỉnh táo, nhìn cho rõ bản chất của sự việc. Còn anh, lúc nào anh cũng quý mến em. Thật thế chứ anh? Muộn rồi, về thôi em. Anh Thi, sinh nhật em, anh phải mua quà cho em đấy nhá. Thì cô Vân nó đến đấy. Thế à, lâu chưa? Mới, nhưng mà đi cùng bạn trai đến mời đám cưới. Chơi nhau đây. Bình tĩnh con. Mẹ đừng lo, mẹ cứ vào trước đi. Dạ thưa bác, cháu làm cùng công ty với Vân ạ. Các cháu uống nước đi. Dạ, cháu mời hai bác. Thế đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Dạ, chúng cháu cũng chuẩn bị xong cả rồi ạ. Tốt ngày đấy. Xin chào khách quý. Dạ, chào anh ạ. Sắp cưới hả? Dạ, chúng tôi đến mời hai bác và cả anh đến dự ạ. Nhất định sẽ đến. Chào Thu Vân. Dạ. Trông dạo này Thu Vân nhuận sắc ra nhiều đấy. Cảm ơn anh ạ. Dạ, thưa hai bác, có lẽ cũng đã muộn. Hai bác cho chúng cháu xin phép. Ở lại uống nước đã. Ngồi chơi đã. Anh muốn nói chuyện với em một chút. Dạ, muộn rồi anh Thi ạ. Bọn em còn đi một vài nơi nữa. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Cháu xin phép hai bác ạ. Cháu chào hai bác ạ. Cháu về ạ. Ôi, dạ. Các cháu về nhé. Cháu xin phép hai bác ạ. Về nhé. Về nhé. Này, đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Dạ, cũng tạm ổn ạ. Bác. Thiếp mời đã đưa hết chưa? Cũng gần hết ạ. Đám cưới là vất vả lắm. Chú rể phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ, con về. Cảm ơn anh ạ. Em chào anh Thi ạ. Hai người về nhá. Mẹ làm con mất hết cả thể diện. Rồi cô ấy được thể làm cao. Anh không phải mắng. Tôi cũng chỉ mong anh đưa về nhà này một người như nó thôi. Mình. Con xin lỗi mẹ. Mình này. Lúc cầm tay con bé, tôi thấy mắt nó như con nước ấy mình. Thôi, mình đừng nói nữa. Thằng Thi nhà này cũng có giá lắm chứ. Một cô 22 tuổi, yêu nó rất say đắm. Mà nó đã chịu chấp nhận đâu. Tôi biết rồi. Nhưng có được như cái Thu Vân không? Tôi cũng chưa biết mặt. Đấy. Ôi. Ngọc trai của Nhật, giá chỉ 2.000 đô thôi. Cái này bao nhiêu em? Cái này 3.000 chú ạ. Cái này? Cái này cháu không biết đâu ạ. Thế còn loại này? Cái này hình như là khoảng 1.000 ạ. Này, hay để anh gọi taxi cho em nhé. Đi bộ, cho dễ sinh. Như anh chồng em... Rách việc, đừng nói nữa. Ôi, tôi chết.
Em có đau lắm không? Đi với đứng đúng là cái đồ hậu đậu. Em có làm sao không? Ôi, thức ăn của người ta mà để đây kia. Cái này non dễ nhai đây. Đưa đây. Em ngồi lên. Thôi thôi, đạp xe về cất đồ đi, rồi quay lại đón. Đúng đúng, em nói phải. Chào em, sao lại ngồi đây? Em chào anh Thi. Lâu lắm chẳng thấy anh lại chơi. Em đang chờ anh mớ. Nếu em không ngại, để anh đưa về. Em cảm ơn anh. Năm nay hai đứa chúng em đều sang Thái Bạch, riêng việc xe cộ anh ạ. Thế thì anh đi vậy. Vâng, anh về nhá. Anh. Chào em. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 22. Cảm ơn anh. Tặng em. Ôi, em thích quá. Anh biết không, hôm nay em không tổ chức sinh nhật và cũng không mời bạn bè là để dành riêng cho anh đấy. Anh cảm ơn. Anh Quốc, em cứ thấy chuông điện thoại reo mà không có người trả lời là nghi ngay, buồn cười không? Thế cô đoán là anh không? Không. Thế thì yên tâm. Nếu anh Quốc biết chuyện thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh cứ yên tâm, anh Quốc em thoải mái lắm. Em mở quà nhé. Tùy em. Em có thích không? Anh đừng xem như trẻ con nữa. Nhưng lần này là 22 quyển vở, 22 cái bút. Em ạ, à, em còn trẻ con lắm. Phía trước em còn biết bao nhiêu điều anh muốn nói với thôi em. Thôi đủ rồi. Vi. Vi. Em hãy nghe anh nói đã. Anh rất quý em. Em đã bảo đủ rồi. Mấy thằng kia. Có người. Bỏ xuống. Đứng lên. Không phải cháu cơ mà. Đưa đây. Đứng lại. Của em đấy ạ. Alo, ai đấy ạ? Đừng bao giờ nghĩ em là trẻ con nữa. Alo. Quái lạ. Con mặc bộ này được không hả mẹ? Đẹp lắm. Này, mẹ chuẩn bị cho con một phong bì. Còn cái này, bố mẹ gửi con mừng cho Vân luôn thể. Thôi, một cái là đủ rồi. Coi như cả nhà mình đi chung. Tùy con. Con đi đây.
quá, mời hai bác. Hai bác lên đi ạ. Dạ vâng. Dạ mời cụ ạ. Ô, chào bà. Chú lại thế này. Chị ơi, chị ơi. Chị sao bên này? Vâng, vâng, vâng. Mời chị lên, mời chị lên ạ. Anh, quý hóa quá. Anh ơi, bàn sáu của người. Quá ngay. Mời. Dạ, sự hiện diện của anh là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi ạ. Cảm ơn qua đây ạ. Cảm ơn chú. Chào bác. Thế là chọn hoa rồi. Tôi chỉ thêm hai người nữa. Thôi thôi. Hôm nay 6 người rồi xin lỗi. Hôm nay còn thiếu hai người nữa. Hai người nữa. Ừ. À, tắt tự nhiên các bác nhỉ? Dạ vâng, xin mời các bác ạ. Ê, chào bác. Mông ta vẫn cứ theo tinh thần tập thể thế này đấy ạ. Vâng. Mời các bác tự nhiên cho. Dạ vâng, xin bác. Dạ vâng, bác. Có phong bì của bác nào phong bì chưa ghi tên nhỉ? Của bác nào đấy ạ? Của tôi. Của bác ạ? Thế nhất thiết là cứ phải ghi vào. Phải ghi chứ. Ừ, cho rõ ràng bác ạ. Tôi... Tên bác là gì? Tôi là Hạnh. À vâng, vâng. Bác Hạnh mừng hạnh phúc hai cháu. Minh bạch rõ ràng, đàng hoàng ngay ngắn. Thế nó mới chọn nghĩa vẹn tình các bác ạ. Chào các bác ạ. Chào các anh các chị ạ. Chào các bác ạ. Chào các bác ạ. Chào các bác ạ. Cảm ơn anh ạ. Cô dâu chú rể kia rồi. Chào các bác ạ. Em xin chị ạ. Chào bác ạ. Chào các bác ạ. Chúc cho mấy cháu hạnh phúc. Cảm ơn anh. Em xin chị ạ. Em cảm ơn anh ạ. Bác ạ. Xin thay mặt cả mâm chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể. Đề nghị vỗ tay. Cảm ơn bác ạ. Cảm ơn anh ạ. Ê, mời anh. Trời. Úi trời ơi, quý hóa quá. Dạ, mời anh lên ạ. Đám cưới của Thu Vân với Ngọc ở trên này à? Dạ vâng, ở trên khác. Vâng, mời anh lên, mời anh. Ông có làm gì không? Chào em. Em cũng đi đám cưới à? Vâng, anh cũng. Đúng thế. Muộn mất nửa giờ rồi đúng không ạ? Đúng thế. Anh trông em quen quen. Ôi, em trông anh cũng quen quen. Anh là? Em thử đoán xem. Có phải một lần em mua xăng ở đường Trần Quang Khải? Vâng, em hay mua xăng ở đấy. Đúng rồi. Chính em. Em đã lùi xe và đền anh 100 đô. Ôi, anh đấy ạ, à? Anh nhớ kỹ thật đấy. Thế anh đã sửa được xe chưa? Sửa có một chút thôi. Còn tất cả thời gian anh đi tìm em. Ôi. Hôm nay ngày lành tháng tốt gặp toàn đám cưới. Và anh đã tìm được em. Tìm em? Anh lãng mạn thật đấy. Em biết không, từ hôm được em đụng xe đến nay, anh gặp toàn chuyện vui. Tết mà em đến xông nhà ai, chắc nhà ấy may mắn lắm. Thế ạ, ở khu phố cũng có lần em được mời xông nhà. Vậy Tết này anh mời em làm thượng khách xông nhà anh. Được, ok. Nhà anh ở đâu? Anh là kiến trúc sư. Hình như anh đã lên TV thì phải. Anh được giải thiết kế nhà ở tiết kiệm nhất cho người nghèo. Em rất hân hạnh. Em này,
Tao vào chưa anh? Anh phải lên đám cưới trên kia hay là em đi cùng với anh? Dạ, đây là đám cưới của con gái sếp em. Thôi thế này nhá, hẹn anh 30 phút nữa, gặp nhau ở dưới bãi đậu xe. Ok. Được, 30 phút nữa em nhé. Nhất định rồi. Mời chị, sự hiện diện của chị là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi ạ. Em mời lên. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng em. Anh Ngọc. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Quá hạnh phúc. Anh vội vàng ngây dại đến với em, khi thương tích đầy mình trăm vết chém. Nụ cười em hóa ra thì tôi lành lặn, và trái tim em quá lâu đài che chở cả đời. Đến tôi nghe cũng xúc động. Tôi cũng hồi hộp quá mình ạ. Cầu trời ngày mai con bé đến sông nhà ta thì thật là phúc đức quá. Nàng đã trao mi cho ta, ngày mai nàng sẽ đến. Ta coi mi như sứ giả của tình yêu. Ngày Tết thường đông mình nhỉ? Năm nay mùng 1 tốt ngày, người ta đi phố đông, dễ tắc tàu xe. Vâng, chắc thế. Alo, em à? Thế em đến rồi à? Để anh ra đón nhá. Thế em đến nhá, cả nhà anh đang đợi đấy. Đến rồi ạ. Này, ngày Tết, họ đến sông nhà, phải chờ người ta gõ cửa. Mình đúng mà, đấy, đúng thế đấy. Mới phải phép dạ. Mà. Ngồi xuống. Đến rồi. Mẹ ơi, con mặc thế này được chưa hả mẹ? Đẹp, đẹp lắm rồi con ạ. Hả? Bảo con không có nhà nhé. Bác ạ. À, chào cháu. Mừng năm mới. Chúc bác mạnh khỏe nhé. Bác ơi, anh thi có nhà. Mời các cháu vào nhà. Ông mừng tuổi cho cháu. Vào nhà rồi ông mừng tuổi cho. Cháu chào bác. Chúc mừng năm mới. Nào. Mời cháu. Dạ. Mời cháu. Bà mừng tuổi cho cháu đây. Đây là chồng cháu, giáo viên võ thuật ở trường thể thao ạ. Chào anh. Quý hóa quá. Kẹo của cháu đây. Anh Thi đâu hả bác? Thằng Thi. Thằng Thi nó đâu với mình nhỉ? Nó đâu với nhỉ? Kìa, các cháu uống nước đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Ôi giời ơi. Trời ơi. Nhục.
Alo. Vi đây à? Anh Thi đây. Cho anh gặp. Ông ơi, ông này, ông ơi, ông, rồi tôi đã hẹn vợ chồng thằng mới đến đây rồi quá ông. Tôi kệ nó, tôi cần ông. Này, cô em ông dạo này thế nào? Ai? Con Vi á? Không không không, cô em họ 26 tuổi, Hoa Khôi đại học sư phạm ấy. Ông ơi, ông giới thiệu cho tôi nhé. Nhưng tôi hẹn thằng mới đến đây rồi. Ôi giời, ông giúp tôi đi, đi, nhanh lên. Ông chả chê nó thấp là gì? Lắm chuyện. Bây giờ tôi đổi mới tư duy rồi. Thấp cũng được. Đi, ông đi. Ông nghiêm túc đi chứ. Chưa bao giờ tôi nghiêm túc như bây giờ. Đi. Năm mới nhá. Quá, nhanh lên đi. Chào hai ông. Chúc mừng năm mới. Chào hai anh. Đi một tí thôi, đi ông đi. Chào hai vợ chồng. À, xin chào. Chúc mừng năm mới nhá. Hai ông đi đâu đấy? Hai vợ chồng ở nhà chơi một lát. Tôi với ông Quốc đi một tí rồi về. Lên không? Nhanh lên. Các ông hẹn hò kiểu gì đấy? Hai vợ chồng ở nhà, tôi đi tí việc nhé. Mừng tuổi cho hai nhóc. Đi không? Đi đi. Em ơi, con nó lại tè rồi. Ui giời, ai bảo ở nhà không mặc tã ni lông cho nó? Thôi đi vào thay đi. Bảo bao nhiêu lần nào. Trong xe, đợi tôi một tí. Cầm lấy. Gì thế này? Nhà cô em gái ông ở đâu? Đi. Nhanh lên ông Quốc ơi. Đi. Ok, chân chui đi. Ông tặng em tôi thật đấy à? Thì ông chả bảo em nó cao 1m58 là gì? Ông phải nghiêm túc đấy nhá. Ông không phải nhắc. Ông muốn làm thế nào thì làm. Năm nay mà tôi không lấy được vợ là ông chết với tôi. Rồi một ngày mai.
chờ một hình bóng ai xa vời qua cạnh con tim.